Thần bê cả cây hay là lấy một cái? Dạ. Cái này mù áo của anh ý. Nhưng mà tớ bị mù màu. Chơi luôn. Dạ. Thôi được, đọc đi. Rồi. Dạ, bạn hãy so sánh trong một năm giữa số lượng trứng của một con gà mái đẻ ra với số lượng luận án tiến sĩ trong một cơ sở đào tạo của ngành giáo dục. Dục, có chữ dục. Anh đọc đáp án đi để tôi ho. Dạ, thần có đáp án rồi ạ. Đáp án thần chọn đáp án D ạ. Đúng. Con nói gì đâu? Vừa bốn cái đi thầy. Sao? Ông này ông ấy bịt miệng tôi. Tôi sặc nước bọt thì tôi ho. Dạ, bẩm Ngọc Hoàng, như vậy là đáp án của... Không, Nam Tào ơi, mồm anh nó bị cướp cò. Cho anh xí xóa đi. Vâng, đáp án của anh là gì? Đáp án gì? Anh đọc đáp án lên để cô giục cô còn nhắc. Không có đáp án. Không có đáp án. Dạ, khởi bẩm Ngọc Hoàng ạ. Thì trắc nghiệm thì phải có đáp án thì chúng thần mới trả lời được chứ ạ. À, lúc nãy vào trong kia... Nam Tào mới bắt đầu có tham mưu cho ta là không cần đáp án. Ôi giời. Cái thằng cha Nam Tào mặt nó sáng láng mà ruột nó hiểm sâu thế nhỉ. Này, đây thích thì đây đổi thôi. Thôi, có sao không? Có sao thì không sao, ở đằng đấy nhưng đằng này có sao. Thế nếu anh không trả lời được, anh cảm thấy anh sao thì mời anh ra ngoài không, nhá. Anh không trả lời được, nhưng để mà... tôi bảo Ngọc Hoàng miễn cho phần của anh. Không trả lời được, những cái câu này thì nó không như câu khác có thể để trả lời được ạ. Này, không đổi được câu hỏi đâu. Nhưng thần không có một cái khái niệm nào về... Này, anh không được nói thế nhá. Ngọc Hoàng yêu cầu tất cả các táo phải có kiến thức tổng hợp nhá, để trả lời. Năm vừa qua mà ông chịu khó đọc báo nghe đài ấy, thì ông sẽ thấy tất cả những vấn đề nổi cộm trong năm. Chứ ông đừng có nói là phải chờ người báo cáo ông mới biết nhá. Ôi dồi ôi, nhìn mặt tái mét đi rồi. Sợ rồi, anh sợ đúng không? Sợ đích thì mà sợ. Ta tư lệnh thì không bao giờ biết sợ nhá. Thế anh trả lời đi. Nhưng mà câu hỏi của ông nó khùng khoằm bỏ bối. Thế nào là câu hỏi khùng khoằm? Thế sao lại đi so sánh số lượng trứng với lại số lượng luận văn tiến sĩ? Tôi biết là gà nào nó đẻ. Lại cho một con gà mái đẻ, thế con gà mái nào? Gà thì có bao nhiêu loại gà nó đẻ, gà đẻ là gà gì? Gà gì nó đẻ nó khác gà tre nhá. Gà tre nó khác gà đông tảo nhá. Rồi còn gà vịt tiềm nữa chứ. Thế bây giờ gà nào đẻ? Ông cứ chọn bừa cái con gà gì ý. Con đấy nó đẻ nhiều đấy. Mà ông cũng chọn luôn bất kỳ một cái cơ sở đào tạo nào của chị giáo dục ấy. Dạ. Mà có nhiều cái luận án tiến sĩ nhất đấy. Dạ khởi bẩm Ngọc Hoàng, câu này khó cho phép chúng thần làm bài tập thể được không ạ? Được. Cẩn thận. Toán đấy. Úi dồi ôi, biết ngay mày ngất đến nơi. Mình rốt thì cứ lên nhè toán nệ thế này. Ta làm táo rồi lại còn bắt làm toán. Ừ, mà lâu lắm rồi mình có tư duy gì đâu. Này, anh là lãnh đạo mà anh không tư duy thì anh định lãnh đạo kiểu gì? Hả? Lãnh đạo là bẩm sinh, từ đời bố tôi có lãnh đạo truyền lại cho tôi theo đúng quy trình. Bây giờ gà gì em có kiến thức về gà gì? Gà gì là một loại gà rất nhỏ. Rồi. Nó chỉ từ 9 lạng đến 1 cân mốt. Bé. Loại gà này chân nhỏ, thịt nhiều, lông ít. Rồi. Dùng để hầm hoặc là làm lẩu hoặc là xé ra chấm muối chanh ớt thì phải nói ngon cực kỳ. Quá, tôi có hỏi về ẩm thực đâu. Nó đẻ đái cơ mà con gà nhanh lên. Anh cứ bình tĩnh. Anh hỏi em thì phải để em lấy dữ liệu trong đầu ra đấy. Gà đẻ. Phải nói là gà gì đẻ rất nhiều. Nhưng mà từ xưa đến nay là chưa có ai nghiên cứu về gà đái cả. Ôi giời. Cái ông này, ông là tôi. Tôi nói này, con gà ấy là một ngày nó đẻ ra một quả trứng. Suy ra thì 360 ngày nó sẽ đẻ ra 360 quả trứng. Rồi, cứ lại bà. Bà có đẻ, bà có nghỉ không? Hả? Ờ, thì theo luật là nghỉ 4 tháng rồi. À, thế bà là người... luật thai sản là nghỉ 4 tháng. Chứ gà nó có luật thai sản của gà chứ. Cái gì đấy ạ? Nó phải đẻ xong nó phải nghỉ chứ. Nó còn đi thăm nhau chứ. Suy ra con gà nó đẻ 2 tuần thì nó ấp trứng 1 tháng. Thì cộng vào 1 năm có thể là nó đẻ được 100 quả trứng.
có lý đấy. Một năm, một đúng không? Năm 100 quả trứng. Vâng. Thôi bây giờ thế này nhá. Bỏ rẻ đi nhá, mình coi như con gà nó đẻ xong. Nó có lúc nó nghỉ rồi nó tổ chức sinh nhật cho nhau. Rồi nó đi thăm hỏi nhau. Thì tóm lại tôi bỏ rẻ đi. Một năm là 80 quả trứng nhá. Dạ. 80 nhá. Cho. Môi trường ông nhớ tôi 80. À 80 gì? Yên tâm đi, anh yên tâm. 80 là đúng bằng tuổi bà nội em. Bà nội. Rồi, ok. Còn cái gì đấy? Luận án tiến sĩ. Hỏi đến độc một cái thì ai mà người ta nhớ được. Thế bây giờ tôi hỏi thằng trợ lý của tôi cái. Rồi, thế nhá. Bao nhiêu? Nguyên văn lời chú học chú nói này. 3 tháng chỉ có ra được 60 luận văn tiến sĩ thôi. 3 tháng 60 luận văn. Thế bây giờ cụ thể thì bắt người ta tính cái đấy cho được. Không phải cộng chứ. Cộng quá được rồi. 3 tháng là 60 luận án thì bây giờ 1 tháng là 20 luận án của thế thôi. Thế thôi. Thế là trừ đi hay là chia đây? Trời ơi, anh cộng vào cái 1 tháng 20 thì bây giờ 12 tháng nhân với 20 là nó ra bao nhiêu thì anh biết rồi. 12 tháng nhân 20 ra bao nhiêu thì nói đi. Này. Thế còn gì nữa? Không biết à? Làm sao nói bao nhiêu? Ra 240 luận án tiến sĩ. Rồi, được rồi. Nói đi. Ông nhớ, bà nhớ, cô nhớ nó 240 nhá. Rồi, ông nhắc lắm. Nào, báo cáo đi. Dạ, khởi bẩm Quang Hoàng. Mời anh. Vâng ạ. Như vậy là trong một năm thì số lượng trứng mà một con gà mái đẻ ra một bao nhiêu? Bà nội em. Dạ, con gà mái nó đẻ ra bà nội em. Cái gì? Bằng với bà nội em, bằng tuổi bà nội dạ, em. Đẻ, mỗi con gà mái đẻ ra được 80 bà nội em ạ. 80 trứng. Dạ, tám mươi quả trứng. Được còn gì nữa, báo cáo nốt đi. Dạ, có gì trả lời đi. Dạ, có gì mà phải báo. Còn cái gì đấy nhỉ? Luận án tiến sĩ. Luận án, một năm cô đẻ được bao nhiêu chiến sĩ? Ông bị làm sao đấy ạ? Sao? 240 luận văn tiến sĩ. Rồi. Bực cả mình. Nhiều số liệu quá. Thế có chết không? Dạ, Ngọc Hoàng, một năm là cô này, cô đẻ được 240 chiến sĩ ạ. Sao ạ? Bao nhiêu? Dạ, 240. Câu hỏi là... Không, đáp án anh đưa ra là bao nhiêu? Dạ, 80 con gà, mới lại mà 80 quả trứng, mới 240... Chú ý vào câu hỏi của chúng tôi là so sánh. So sánh. Thế là cộng hay nhân? Gấp bao nhiêu lần đấy? Gấp 3 lần. Sao cái gì cũng dính đến toán thế nhỉ? Gấp 3 lần. Mấy lần? Đưa một loạt để cho chắc. Mấy lần? 3 lần. 3 lần hả? Gấp 3 lần. Dạ. Rồi, như vậy là đáp án anh đưa ra là khá hợp lý. Anh Nam Tào, anh bị làm sao đấy? Người ta làm toán chị. Thôi anh cất tay vào đi, trông anh như chân gà Đông Tảo ấy. Lần sau anh làm toán anh nên tháo giày ra, anh cộng luôn cả dưới chân nữa cho nó đẹp. Người ta làm toán thì chỉ có chính xác với không chính xác, đúng hay sai. Anh ấy nói là hợp lý, thế là hợp lý là thế nào anh Nam Tào? Này, kể anh ý. Này, chúng tôi đưa ra là hãy so sánh số lượng trứng gà và số luận văn tiến sĩ. Ấy vậy mà sau một hồi bàn bạc, các anh chị đưa ra đáp án là gấp 3 lần. Như vậy là khá hợp lý còn gì nữa. Vâng. Này, chị giáo dục. Dạ. Đang về vấn đề luận văn tiến sĩ đấy. Vâng ạ. Chị có bổ sung gì không? Dạ. Thì nói chung là chỉ tiêu của ngành giáo dục chúng em là đến năm 2020 là phải cho ra lò 20.000 luận văn tiến sĩ ạ. Thế chị có quan tâm được hết số luận văn đấy không? Em nói thật với anh là em còn bao nhiêu công việc tồn đọng của những năm trước, bây giờ em còn đang giải quyết, mà em đang giải quyết rất là tốt. Thế còn cái vấn đề luận văn thì em làm sao? Mà em cũng nói luôn nhá, đây có phải là câu hỏi của em đâu. Đây là câu hỏi của anh Táo công chức. Em chỉ là người hỗ trợ trả lời thôi. Chứ cứ làm sao mà anh lại quàng cái dây đấy vào cổ em. Này, tôi xin lưu ý, mỗi Táo bốc câu hỏi, câu hỏi đấy không phải của riêng Táo bốc câu, mà là câu hỏi Ngọc Hoàng hỏi tất cả các Táo. Nhớ chưa nào? Nhớ rồi ạ. Thế thì mới gọi là hai hoa dân chủ chứ. Mời Táo tiếp theo.
Thần xin bốc câu hỏi ạ. Tính thần thì thẳng thắn, thần thích đỏ da cam, lục lam, chạm tím. Thôi mình thì thôi cứ lấy màu vàng cho nó giống với màu dưa vàng của Ngọc Hoàng. Đây, bạn hãy cho biết hoàn cảnh gia đình của bạn, qua đó liên hệ với tình hình ô nhiễm môi trường trong thời gian vừa qua. Từ từ. Tôi nhớ là tôi là người biên tập câu hỏi mà, tại tôi làm sao không? Không, câu này rất hợp với môi trường ra khởi bổng Ngọc Hoàng. Thần xin trả lời câu hỏi này như sau. Được, sao nào? Thôi ông cười nhỉ. Ông đọc lại đi. Chính ông đọc lại. Đọc to lên. Dạ, bạn hãy kê khai tài sản của mình cho Ngọc Hoàng và các táo trên thiên đình được biết. Dạ, khởi bổng Ngọc Hoàng, cho thần xin kê khai như sau. Dạ, nhà chung cư có 1 cái, xe đạp có 1 cái, lương tháng cũng khoảng độ 5-7 triệu. Dạ, chỉ thế thôi ạ. Chỉ thế thôi hả? Vâng. Có chắc chắn không? Úi trời ơi, em là xin thề luôn. Thế cái xe ô tô mới mua khoảng 3 tỷ đồng ấy. Ô tô nào nhỉ? Cái Highlander đấy. Màu đen. Khoảng 3 tỷ. Lấy đâu ra? Cái xe đấy cả ra biển mới có 2 tỷ 612 triệu. Xe này có thể vô được bắt. Rồi ông kia. Vào chồng ngay được. Lấy tiền đó ở đâu ra để mua xe? Thì để tôi kê khai. Ra khởi bẩm Ngọc Hoàng cùng các táo, thần làm táo phải thức đêm thức hôm nhiều, nên là lắm lúc nó cũng nhạt mồm nhạt miệng. Thì thần cầm 5.000 ra cái quán nước chè đầu ngõ ấy. Táo mà, thì nói chung bồi dưỡng cũng chỉ có 5.000 thôi. Nó thành quán bún ngan rồi. Thế thôi. Thế là ra khởi bẩm Ngọc Hoàng, quán nước chè nó giải tán rồi, thần cầm 5.000 đi về. Về đến đầu ngõ thì thần bất tình lình nhìn thấy một chị. Chị ấy bán táo. Và trong lúc khát nước thì thần có nói là: chị bán cho tôi 1 quả táo. Chị bán luôn. Và tự dưng trong đầu thần chợt nảy ra một câu hỏi: tại sao mình không đi bán táo nhỉ? Này, anh đừng nói với tôi là sau đó anh đi bán táo nhé. Vâng, tôi đi bán táo mà. Được, vậy thì nói cho rõ ra, bán ở đâu, cửa hàng thế nào, nguồn nhập ra làm sao, hóa đơn thế nào. Nào, nói rõ ra, bán ở đâu? Tôi bán online. Cứ ngồi ở nhà mặc quần shop ship hàng toàn quốc luôn. Mặc quần đùi? Đúng. Ngồi ở nhà bán hàng online? Đúng rồi. Bán có mỗi quả táo thôi. Đúng. Thế mà kiếm tiền tỷ. Khổ quá, bình tĩnh. Đầu đừng có mắt tròn mắt dẹt. Nam Tào bình tĩnh. Nghe tôi kê khai đây này. Tôi đi bán táo trong chương trình táo. Vì tôi làm táo, tôi có quả táo. Tôi bán 1.000. Rồi. Ồ, tôi lãi 500. Rồi. Tôi có quả táo. Tôi bán 2.000. Ồ, tôi lãi 1.000. Tôi có quả táo. Tôi bán 3.000. Ồ, tôi lãi 1.500. Tôi có quả táo. Tôi bán 4.000. Ồ, tôi lãi 2.000, lãi 500, lãi 1.000, lãi 1.500, lãi 2.000. Tôi có quả táo. Thôi. Từ nãy giờ mới lãi được có mấy nghìn bạc thì đến bao giờ mới đến tiền tỷ? Sao ơi, buồn cười thế nhờ, người ta kê khai thì phải để cho người ta kê khai rõ nguồn gốc, phải từ từ thì mới đến tiền tỷ chứ. Bình tĩnh thì nghe. Rồi, nó phải có quá trình. 4.000 rồi. Rồi. Bắt đầu tiếp tục. Rồi. Tôi có quả táo. Tôi bán 5.000. Ồ, tôi lãi 2.500. Tôi có quả táo. Tôi bán 6.000. Ồ, tôi lãi 3.000. Tôi có quả táo. Tôi bán 7.000. Ồ, tôi lãi 3.500. 2.000, 3.000, 3.500, 3.500, 3.500. Thôi, bây giờ thế này nhá. Báo cáo với cả anh môi trường là tôi không có ý định cản trở cái việc bán táo của anh. Dạ. Anh bán online cứ bán thôi. Thế nhưng mà tóm lại là tiền lãi anh bán được bao nhiêu? 7 tỷ. Bây giờ thế này nhá, anh cứ bán đi. Nhưng mà anh đến luôn cái chỗ 7 tỷ cho tôi. À được rồi. Đấy thì vừa nãy là tôi đang dẫn lên cái chỗ đấy. Đúng rồi. Tức đúng là rồi. Bây giờ anh không muốn là tôi trên đường nữa mà đúng tôi đến luôn cái chỗ đến gần 7 luôn tỷ. Chỗ 7 tỷ. Rồi. Để cho nó nhanh nhá. Nghe nhá. Rồi.
tôi có quả táo. À, rồi. Tôi bán 8.000. Rồi rồi. Ờ, tôi lãi 4.000. 4.000 biết. Tôi có quả táo. Tôi bán 9.000. Ờ, tôi lãi 4.500. Tôi có quả táo. Thôi. Khổ lắm cơ. Tôi bảo là anh kể luôn đến cái cho anh được 7 tỷ ấy. Khổ quá, đến rồi. Lặp đi lặp lại thì khó chịu đấy. Đến rồi. Anh mới được lãi 4.500 thôi đấy nhá. Được rồi. Trong lúc tôi bán gần hết cánh táo, chỉ còn có 2 quả thôi, tôi cũng định thu dọn mang về. Thì chợt có một người đi qua, anh ấy bảo là bán cho tôi nốt 2 quả táo. Thế tôi bảo thôi, đằng nào tôi cũng dọn hàng rồi, thôi tặng anh luôn. Thế là anh ấy bảo là không, tôi phải trả tiền chứ, làm thì phải có công chứ. Anh ấy rút trong túi ra một cục, anh ném đánh huỵch một cái. Tôi hỏi cái gì đấy, anh bảo tiền mặt đấy. Tôi cúi xuống lúi húi đếm, anh bảo đừng có đếm, tiền lấy nguyên ở ngân hàng về đấy, 7 tỷ đấy. 7 tỷ? Ừ. Rồi ôi, này, cái người đấy là ai, mặt mũi thế nào? Tôi không nhìn thấy mặt. Sao lại thế? Anh ấy đeo mặt nạ. Này, nhớ ra rồi, ông đừng có nói với tôi là cái thằng đấy nó cũng trúng sổ số độc đắc đấy nhá. Đúng là tôi không định nói với cô là thằng đấy nó trúng độc đắc, nhưng mà đúng thật sự là thằng đấy nó trúng sổ số độc đắc thật. Cờ bằng mọc hoang. Như vậy là thần kê khai là rất minh bạch, cụ thể và tận tình từng ly từng tí. Đã. Cũng không còn gì để kê khai nữa đâu. Rồi, được chưa? Rồi, rồi. Hay là có vui không để tôi lại bật nhạc, tôi lại bán táo tiếp. Thôi được rồi. Mời anh về chỗ. Rồi. Dạ bẩm Ngọc Hoàng, thấy cái phần kê khai của anh môi trường thế nào ạ? Kê khai cũng hợp lý mà lại còn có phần sáng tạo. Dạ bẩm Ngọc Hoàng, ở dưới hạ giới bây giờ người ta sống với nhau nhân ái thế đấy ạ. Dạ vâng. Cứ thỉnh thoảng cho nhau mấy tỷ cho nó vui. À, mời táo tiếp theo. Em à? Tôi à? Ừ. Ông chứ ai? À, chân em đi đừng nhiều đường lầm lối này này ơi, em đây chọn lối này, em đây chọn lối này. Ơi cái gì đấy? Đang chọn câu hỏi hồi hộp quát cho giật cả mình đã thế này, quay về đấy làm gì? Nó làm em giật mình. Em hát lại. À, chân em đi đừng nhiều đường lầm lối. À, này này ơi, em đây chọn câu nào, em đây chọn câu nào. Đã bảo là không hô để cho người ta giật mình cơ mà. Tôi có nói gì giật đâu. Mình để người ta đang chọn câu hỏi. Ôi thôi, bố nó rồi. Không biết nó phải câu của mình không. Nào, mời anh Kinh Công đọc câu hỏi. Theo quan điểm cá nhân, tiêu chí nào là quan trọng nhất để quyết định bổ nhiệm quan chức? Đáp án A là hậu duệ, B là tiền tệ, C là quan hệ, D là trí tuệ. Câu hỏi có đáp án để lựa chọn. Có đáp án. Ôi trời ơi. Biết rồi. Như nào? Không. Em lăn tăn giữa quan hệ và trí tuệ. Đứng ở kinh nghiệm làm công chức thì tôi là trên đe dưới búa. Sao? Thế nên là đáp án tôi nghĩ là đe hay là búa. Làm gì có cái đáp án nào đe với búa, nó chỉ A, B, C, D. Nào, quan hệ. Xin nhá. Xin mời táo Kinh Công trả lời. Ông 5, 4, 3, 3, 2. À, chuyên phận y ta phải chiều này nhắc. Đáp án thì lời. Duyên phận y ta này, cứ câu giờ đi. Này, anh trả lời chứ không phải anh lên anh duyên phận nhá. Trả lời đi. 3, 2, 1. Trả lời. Dạ bẩm Ngọc Hoàng. Dạ bẩm Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng sao đấy ạ? Ngọc Hoàng ốm à? Ủa tôi chết rồi. Thiên Lôi đâu? Tăng nhiệt độ lên. Ốm mất rồi đây này. Sao bẩm Ngọc Hoàng, sao giờ này Ngọc Hoàng hay ho thế ạ? Dạ bẩm Ngọc Hoàng, mà hôm nay Ngọc Hoàng ho lạ lắm, mà lại ho rất cụ thể. Ho. À ôi trời ơi, hóa ra anh Hoàng ấy là về phe mình. Oh yeah. Dạ khởi bẩm Ngọc Hoàng, thần xin trả lời đáp án của thần là có phải là hậu duệ không ạ? Đúng, hậu duệ. Hậu duệ là quan trọng nhất. À, thứ nhất hậu duệ, thứ nhì tiền tệ, thứ ba quan hệ, thứ tư trí tuệ. Dạ. À,
dân ở dưới hạ giới người ta nói như vậy đấy. Người ta nói không sai đâu. Có phải là ngươi lấy những tiêu chí để bổ nhiệm người có đúng không? Dạ, khởi bẩm Ngọc Hoàng, nếu mà nói như thế thì oan cho thần quá. Thần mới được bổ nhiệm có một năm nay. Mà khởi bẩm Ngọc Hoàng, cái anh Táo trước ấy, trước khi về hưu ấy, anh còn ký bổ nhiệm hàng loạt cán bộ nữa. Cho nên bây giờ thần lên thần nhậm chức, thần không còn cán bộ để bổ nhiệm nữa. Chuyện đó ta biết, rồi ta sẽ chấn chỉnh. Nhưng ta muốn nói với các Táo, không phải cứ nghĩ là mình về hưu, hạ cánh an toàn thì phủi hết trách nhiệm. Các người nên nhớ, có hạ cánh rồi nhưng mà cũng chưa chắc an toàn đâu.